Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là các cái bước cơ bản để tăng tốc máy tính của mình, giúp hoạt động với các cái phần mềm đồ họa một cách hiệu quả, tránh giật lag. Bước đầu tiên á, các bạn rê chuột á vào cái biểu tượng nguồn này cho mình, nhấn chuột phải, chọn Power Option. Sau đó các bạn chọn là Create a Power Plan. Nó sẽ cho phép mình chọn ba cái chế độ nguồn. Chế độ đầu tiên á là chế độ cân bằng. Nó giúp tự động cân bằng các cái thông số performance với cái năng lượng được tính toán là nhỏ nhất. Chế độ thứ hai á, là cái chế độ tiết kiệm năng lượng, thì chế độ này nó sẽ giảm cái hiệu suất của máy tính của mình để nó cân bằng và tiết kiệm năng lượng hơn. Chế độ thứ ba á, là chế độ High Performance, là chế độ này nó sẽ hoạt động tối đa cái công suất của máy tính của mình, nhưng ngược lại nó sẽ sử dụng một cái lượng lớn năng lượng. Thì thông thường á, máy tính của mình nó ở chế độ Plan này các bạn. Để mà hoạt động được hết cái công suất của máy tính á, các bạn cần chuyển về chế độ High Performance này. Và các bạn đặt tên cho cái Plan này là gì? Working đi. Khi các bạn làm việc các bạn sẽ bật cái chế độ này. Chế độ mà working này các bạn sử dụng khi các bạn làm việc bằng nguồn các bạn, bằng nguồn là dây nguồn á. Còn trong trường hợp các bạn sử dụng pin để tiết kiệm năng lượng khi các bạn đi họp, hoặc là các bạn sử dụng các cái phần mềm về office, hoặc là các cái ứng dụng mà nó nhẹ, thì các bạn hoàn toàn có thể là chỉnh về chế độ plan này, giúp cân bằng nguồn và nó sử dụng được cái dung lượng pin nó lâu hơn. Và lưu ý nha, khi mà sử dụng chế độ high performance này là các bạn sử dụng ở chế độ cắm nguồn á. Nếu các bạn sử dụng high performance ở chế độ mà sử dụng pin á, thì nó sẽ hết pin rất là nhanh. Nên khi nào các bạn sử dụng các cái phần mềm đồ họa và các cái ứng dụng nặng á, khi mà mình làm việc cắm nguồn á, thì các bạn chỉnh về chế độ high performance này cho mình. Sau đó các bạn nhấn next. Ở đây do mình đặt cái tên nó bị trùng nè các bạn, nên nó sẽ báo lỗi là đã có rồi. Các bạn phải chọn một cái tên khác. Giả sử như bữa đây mình sẽ đặt là working 3. Thì lập tức nó sẽ tạo cho mình một cái working như thế này. Các cái thông số tùy chỉnh này các bạn có thể tùy chỉnh là cái thời gian mà nó tắt hiển thị á, nó tắt cái màn hình xuống á, là bao nhiêu phút khi sử dụng pin và bao nhiêu phút khi sử dụng nguồn này. Thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh, hoặc là các bạn để mặc định. Khi sử dụng ở chế độ high performance này á, máy tính của bạn nó sẽ không ngủ. Các bạn hoàn toàn có thể là tùy chỉnh cái thời gian để máy tính của bạn nó ngủ sleep á. Nếu không thì các bạn để never hết cho mình và các bạn create, thì lập tức nó sẽ tạo cho mình cái work plan này. Thì khi mình làm việc á, nó sẽ huy động hết hiệu suất máy tính của mình, giúp máy tính của mình nó hoạt động hết công suất. Đó là cái bước đầu tiên các bạn chỉnh định. Bước thứ hai là các bạn sử dụng tối đa các cái nhân CPU. Thì để tùy chỉnh cái bước này á, các bạn làm như thế nào? Các bạn nhấn tổ phím Windows R, sau đó các bạn gõ cho mình cái lệnh là msconfig và nhấn OK cho mình. Các bạn chuyển sang cho mình cái tab là Book này. Các bạn chọn cho mình là Advanced Option. Sau đó các bạn sổ xuống, các bạn chọn cho mình hết tất cả các nhân máy tính của các bạn. Thông thường thì mới vào các bạn sẽ thấy cái nút này nó bị mờ này, nó không có tích, và cái số nhân này nó chỉ là một thôi. Thì để huy động hết hiệu suất máy tính của bạn, các bạn phải tích vào. Bạn chọn số nhân tối đa nó là 8 nhân. Một số máy chỉ có 4 nhân thì các bạn chọn 4 nhân. Còn máy các bạn bao nhiêu thì các bạn cứ chọn kéo hết xuống. Bạn chọn số maximum cho mình. Sau đó các bạn OK. Và các bạn tiến hành OK. Thì nó sẽ hiển thị cho mình một hộp thoại á, là các bạn có muốn là restart ngay bây giờ hay không, hay là exit để restart. Thì các bạn nên nhấn là exit restart. Bạn chỉnh định hết tất cả các thông số. Sau đó các bạn restart lại máy. Cái bước tiếp theo á, để tăng hiệu suất của máy á, là các bạn phải tắt cái chế độ restore của cái OC đi. Các bạn vào cho mình là OC này, các bạn chọn cho mình là Tip PC này, nhấn chuột phải, các bạn chọn Property cho mình. Sau đó các bạn chọn là System Protect này, tiếp tục các bạn là chọn cho mình là Config này, và các bạn là Disable nữa đi. Mặc định máy tính của các bạn á, nó sẽ ở Turn On này này. Bây giờ các bạn sẽ chọn Disable và các bạn chọn Delete cái này đi. Thì cái hệ thống này nó để làm gì? Nó giúp mình là backup cái dữ liệu á, để khi máy tính mình bị lỗi á, mình sẽ restore nó lại. Nhưng mà ít khi các bạn restore lắm. Các bạn lưu ý là khi tắt cái phần restore này, các bạn phải hiểu biết về máy tính các bạn mới tắt nha. Đối với các bạn mà không biết nhiều về vi tính, nếu các bạn tắt cái ứng dụng này khi máy bạn bị lỗi, các bạn ra ngoài các bạn nhờ một ai đó restore lại máy tính của mình, thì nó không có cái điểm restore. Thì lúc đó các bạn phải cài đặt lại Win, hoặc là các bạn có thể bung lại cái Firefox, thì lúc đó rất là phức tạp. Nên là mình khuyên đối với các bạn nào mà hiểu biết về Windows, hiểu biết về máy tính nhiều á, thì các bạn nên tắt cái ứng dụng này luôn đi. Khi nào lỗi các bạn cài lại Win. Cái thời gian cài lại Win nó không mất nhiều thời gian, nhưng mà cái máy tính của bạn nó hoạt động liên tục, các bạn cần một hiệu suất cao hơn để làm việc hiệu quả hơn, thì các bạn nên tắt cái ứng dụng này cho mình. Thì sau khi delete xong á, các bạn chọn OK. Một cái bước tiếp theo á, các bạn cần chỉnh định đó là chỉnh định các cái chế độ hiển thị. Các bạn vào Advanced System, sau đó các bạn chọn Setting nha cho mình. Mặc định nó khuyên mình là sử dụng các tính năng này để có được những hiển thị đẹp nhất. Thì mình khuyên nếu máy tính của các bạn yếu á, thì các bạn nên tắt một số cái ứng dụng không cần thiết đi. Bạn chọn Custom và các bạn tắt mấy cái ứng dụng này đi cho mình. 1, 2 này, 3, 4 này, ứng dụng này nữa, và một cái ứng dụng này nữa. Đó là các bạn tắt hết tất cả ứng dụng này cho mình. Còn nếu máy tính của các bạn nào mà đủ mạnh á, thì các bạn không nên tắt. Các bạn để chế độ hiển thị nó đẹp hơn. Thì thông thường máy tính mình đủ mạnh nên mình sẽ để chế độ này. Còn nếu máy tính của các bạn hơi yếu, RAM khoảng 4GB đi, thì các bạn nên tắt các cái ứng dụng đó,
để cho nó hoạt động hết hiệu suất của máy tính của mình. Thì sau khi chỉnh định xong á, các bạn nhấn apply và các bạn ok cho mình. Đó là một cái bước quan trọng nữa để tăng hiệu suất máy tính của mình. Một cái bước tiếp theo các bạn cần chỉnh định đó là giới hạn các cái phần mềm khởi động. Các bạn rê chuột vào cái thanh bên dưới này này, bạn nhấn chuột phải cho mình, các bạn chọn cho mình là Task Management. Sau đó các bạn chọn qua cho mình cái thẻ tab là Startup và các bạn disable các ứng dụng không cần thiết đi. Ví dụ như mình disable ứng dụng này đi, không cần thiết này, các bạn disable này, ứng dụng là cóc cóc update này không cần thiết, mình disable luôn. Các ứng dụng này các bạn disable hết cho mình. Các bạn lưu ý là cái phần mềm virus thì các bạn không nên disable nha. Các ứng dụng và driver về hệ thống âm thanh này, các này không cần disable. Rồi sau khi disable hết thì các bạn chuyển qua cho mình cái task service là tùy chỉnh các cái thông số chuyên sâu bên trong để giúp máy tính mình hoạt động hiệu quả hơn. Các bạn open service cho mình. Sau đó các bạn tìm kiếm đến các service này, các bạn tắt nó đi này. Đầu tiên các bạn tắt cho mình cái ứng dụng là IKE này, bạn nhấn chuột phải này. Bạn chọn property này. Sau đó các bạn chọn sổ xuống, chọn disable cho mình. Và các bạn apply ok. Cái dịch vụ thứ hai các bạn cần tắt đó là IPF. Bạn nhấn chuột phải, bạn chọn property disable luôn cho mình. Sau đó các bạn ok. Một cái dịch vụ tiếp theo các bạn cần tắt nữa, đó là cái phần là Windows Update và Windows Search. Bạn gõ chữ V kép là nó tự động nó tìm đến cho các bạn này. Bạn kéo xuống các bạn tìm cho mình là cái Windows Search. Đây, cái ứng dụng này là nó tìm kiếm. Thì khi nào các bạn cần tìm kiếm thì các bạn bật lại. Bởi vì rất ít khi các bạn tìm kiếm trên Windows mà cái ứng dụng này nó lại huy động rất nhiều cái dung lượng RAM của mình. Nên các bạn cần tắt cái ứng dụng này đi để huy động hết cái hiệu suất sử dụng máy tính của mình. Bằng cách nhấn chuột phải vào này. Bạn chọn Property cho mình. Số xuống và chọn Disable. Sau đó các bạn OK. Tương tự cho phần Windows Update. Sau khi các bạn update thành công hết phần mềm Windows thì các bạn tiến hành là nhấn chuột phải này. Chọn Property này. Và các bạn Disable đi. Bởi vì mình đang dùng là Win bản quyền á, nên mình để nó cập nhật tự động. Còn đối với các bạn mà dùng WinRAR thì các bạn nên disable đi, không cần cập nhật. Đó là các cái bước cơ bản nhất giúp tối ưu cái máy tính của bạn hoạt động hiệu quả đối với các cái phần mềm đồ họa. Thì các bạn cứ làm theo các cái bước mà mình vừa giới thiệu đi, thì đảm bảo với các bạn là máy tính của bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn và đỡ giật lag hơn rất là nhiều. Thì nếu các bạn nào mà thấy cái thủ thuật mình hướng dẫn hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, bật chuông thông báo, like và share các cái video trên kênh giúp mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.